chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay nhân dịp cuối tuần cũng là cái thời khắc giao mùa gần đón xuân các bạn. Thì hôm nay mình xin có một vài hình ảnh gửi đến các bạn về đường đi bộ Nguyễn Huệ để các bạn nhận ra cái việc mà trang hoàng nó như thế nào ở đường hoa Nguyễn Huệ, chuẩn bị đón xuân các bạn. Rồi mời các bạn đi với mình để xem một số hình ảnh về đường hoa Nguyễn Huệ cuối năm các bạn. Cảm ơn các bạn, các bạn đi cùng mình nha. Quanh á thì người ta đã trang trí rồi các bạn, người ta trang trí cái mùa lễ hội Tết sắp tới. Rồi chúng ta đi tiếp. Đây thì nó trưng hai cái hoa, đó là hoa đào và hoa mai các bạn.